chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn theo dõi chương trình Nông nghiệp Nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Mở đầu chương trình, chúng tôi giới thiệu đến bà con và các bạn về mô hình nuôi gà siêu trứng của anh Nguyễn Châu ở ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Tiếp đó là phóng sự công tác chuẩn bị giống cây ca cao trong năm 2011. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con và các bạn, nhằm khai thác một cách có hiệu quả các mô hình chăn nuôi, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung. Do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp, nhưng một số mô hình chăn nuôi đã phát huy được hiệu quả, giúp cho người nông dân có một nguồn thu nhập ổn định, góp phần thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Một trong những mô hình được đánh giá có triển vọng đó là mô hình nuôi gà siêu trứng của anh Nguyễn Châu ở ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú. Đầu năm 2011, sau đợt tham quan một số mô hình chăn nuôi ở các tỉnh bạn do Hội Nông dân huyện Đồng Phú tổ chức, thấy mô hình nuôi gà siêu trứng phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, anh Nguyễn Châu ở ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã quyết định mua 500 con gà giống Isapro với giá 98.000 đồng một con để nuôi. Theo anh Châu cho biết, nuôi gà siêu trứng rất phù hợp với người nông dân, nhất là những hộ ít đất sản xuất. Trung bình chỉ với diện tích 75m² là bà con có thể xây dựng được hệ thống chuồng trại. Hiện nay trên thị trường có nhiều giống gà siêu trứng ngoại nhập, nhưng giống gà siêu trứng Isapro được các ngành chức năng đánh giá cao vì có nhiều ưu điểm, phù hợp và dễ thích nghi với điều kiện khí hậu ở tỉnh Bình Phước. Giống gà này tỷ lệ đẻ trứng cao, chu kỳ khai thác 18 tháng. Tuy nhiên, để đầu tư cho mô hình này, việc xây dựng chuồng trại cần phải thực hiện đúng với quy trình chăn nuôi theo hình thức công nghiệp. Tất cả các thiết bị nuôi như lồng, máng ăn, máng đẻ cần phải lắp ráp đúng với yêu cầu. Từ khi nuôi gà siêu trứng cùng với thu về một nguồn lợi đáng kể từ bán thịt và trứng, lượng phân gà cũng đủ bón cho 1,5 hectare cao su của gia đình anh Châu đang vào chu kỳ khai thác. Thời gian tôi mới thả từ 30 tháng 4 tới nay, hiệu quả nó cho thì nguồn thu nhập của gia đình thì một ngày kiếm được 200 ngàn mỗi ngày, bao nhiêu đó thì nói chung là cũng đỡ được cái sức lao động của vợ con. Thuốc vaccine thì gà này là mình nhập gà là đưa về là đẻ liền, cho nên là người ta phòng chủng ngừa là vaccine là đầy đủ rồi. Còn mình giờ là chỉ có ngày nào cũng là phải xịt thuốc tiêu độc khử trùng, nó bảo đảm cái môi trường với là dịch bệnh cho gà khỏe mạnh. Ngoài việc đầu tư chuồng trại đúng với quy trình, anh Châu còn thực hiện nghiêm chế độ cho gà ăn, tiêu độc khử trùng, tiêu phòng và vệ sinh chuồng trại. Đối với chuồng trại vệ sinh sạch sẽ, 3 ngày tổng vệ sinh một lần bằng cách phun thuốc tiêu độc khử trùng, 45 ngày tiêm phòng vaccine một lần. Đối với gà siêu trứng, do gà đẻ thường xuyên, bởi vậy cần phải cho ăn liên tục. Anh Châu cho biết, với mô hình 500 con gà, mỗi ngày anh cho ăn 50kg cám viên chuyên dùng cho gà, với giá thị trường hiện nay vào khoảng 550.000 đồng. Theo tính toán, với mô hình 500 con gà, một ngày anh Châu thu được gần 500 quả trứng. Mỗi quả trứng được bán ra với giá 1.750 đồng. Như vậy, trừ các chi phí, mỗi ngày gia đình anh Châu thu về gần 300.000 đồng. Có thể nói, mô hình này có vai trò rất lớn, không những góp phần giải quyết một cách có hiệu quả bài toán nan giải trong sản xuất, mà còn mở ra một hướng đi mới cho người nông dân trong thời kỳ hội nhập. Đây là một cái mô hình mà cũng đầu tiên của xã Thuận Lợi. Và cái điều kiện mà mở rộng cái mô hình này thì xã Thuận Lợi là rất có điều kiện, bởi vì là đất đai của bà con là rất rộng, diện tích nhà nào cũng là đủ cái điều kiện phát triển. Hai nữa là tôi thấy cái mặt lợi của cái nuôi gà thả vườn có mấy cái điểm. Cái thứ nhất là nó dễ nuôi. Hai là cái diện tích đất đai nó rất là ít. Vấn đề thứ ba là cái nguồn ngoài thu hoạch trứng ra thì có thu hoạch luôn cái nguồn phân để mà chăm sóc. Cái thứ tư là người nông dân ngày nào cũng có cái thu nhập
thì nó giải quyết được cái vấn đề là cái lĩnh vực kinh tế trong ổn định kinh tế trong gia đình. Bình Phước là một tỉnh miền núi, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 60% GDP của tỉnh. Do đó, việc chuyển đổi cơ cấu nội ngành đóng vai trò rất quan trọng. Trong những năm qua, ngoài việc chú trọng phát triển ngành trồng trọt, thì việc phát triển ngành nghề chăn nuôi là một nhiệm vụ mà các ngành chức năng trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ đó mà thời gian gần đây, tình hình chăn nuôi ở tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch mở rộng quy mô chuồng trại, đầu tư chăn nuôi theo hình thức tập trung. Hình thức chăn nuôi này vừa góp phần phát triển tình hình sản xuất tại địa phương, vừa hạn chế được dịch bệnh, cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường. Và mô hình nuôi gà siêu trứng giống Isoro của anh Nguyễn Châu ở ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú rất phù hợp với nhiều hộ nông dân. Nếu đầu tư một cách bài bản, bà con sẽ có điều kiện cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao nguồn thu nhập. Hơn nữa, mô hình nuôi gà siêu trứng còn giải quyết tốt các vấn đề thiết yếu nhất đối với việc đầu tư sản xuất nông nghiệp trong thời điểm hiện nay, đó là phân bón cho cây trồng và lực lượng lao động dư thừa, nhất là ở khu vực nông thôn.